Rất cảm ơn quý vị đã quay trở lại cùng với Molifan cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông và những chuyển động quốc tế đáng chú ý có trong bản tin 24 giờ trên kênh The Saigon Post ngày hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, theo báo Wall Street Journal, Mỹ đã cung cấp các loại đạn xuyên đất, bom phá hầm và nhiều loại đạn dược khác cho Israel để sử dụng tại cuộc chiến ở Gaza, không giống như những cập nhật vũ khí thường xuyên của Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine, ngũ giác đại hầu như giữ im lặng về mức độ hỗ trợ vũ khí cho Israel trong bối cảnh quốc tế lên án các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Washington vừa chuyển 100 quả bom phá hầm BLU-109 cho Israel với mục đích xuyên thủng các cấu trúc kiên cố trước khi phát nổ. Al Jazeera dẫn lời các quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên cho biết bom BLU-109 mang đầu đạn nặng hơn 900 kg và trước đây đã được Mỹ sử dụng trong các cuộc xung đột, trong đó có cuộc chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn là các hầm của Afghanistan ở khu vực ít dân, trong khi hầm của Hamas nằm ngay trong các khu dân cư, nên mức độ sát thương dân của loại bom này khá lớn. Báo WSJ cho biết, Mỹ chuyển vũ khí cho Israel kể từ khi bắt đầu xung đột, bao gồm 15.000 quả bom và 57.000 quả đạn pháo 155 ly, hơn 5.000 quả bom MK-82 không điều khiển, hơn 5.400 quả bom MK-84, khoảng 1.000 quả bom đường kính nhỏ GBU-39, khoảng 3.000 quả bom JDAM và một bộ công cụ dẫn đường biến bom không điều khiển thành bom dẫn đường chính xác. Theo WSJ, những quả bom lớn do Mỹ chế tạo đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công nguy hiểm nhất của Israel vào giải Gaza, chẳng hạn vụ tấn công sang bằng một khu chung cư ở trại tị nạn Jabalia, tiêu diệt một thủ lĩnh của Hamas. Các nhà phân tích cho biết tại Gaza, cánh quân sự của Hamas cũng sử dụng một mạng lưới rộng lớn các đường hầm dưới lòng đất mà Israel có thể cố gắng tấn công bằng bom phá bon ke. Tuy nhiên, các đường hầm được Hamas bố trí nằm ngay bên dưới các tòa nhà dân sự như các khu chung cư, trường học, bệnh viện và các tòa nhà dân sự khác của Gaza. Cuộc ném bom dữ dội vào Gaza của Israel đã bắt đầu lại ngay sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hôm 1 tháng 12 để trao đổi con tin. Quân đội Israel đã nhiều lần yêu cầu người Palestine di tản khỏi miền Bắc Gaza khi họ tiến hành chiến dịch trên bộ. Tuy nhiên, hôm 2 tháng 12, Israel lại cho biết các khu vực phía nam Gaza hiện cũng là một khu vực chiến sự. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nước này sẽ điều các phương tiện bay không người lái và phi vũ trang tới giải Gaza để tham gia việc giải cứu con tin bị Hamas giam giữ. Hãng thông tấn Al Jazeera hôm 3 tháng 12 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các máy bay không người lái uav được nước này khai triển trong các hoạt động bay do thám ở giải gaza sẽ chỉ tập trung vào nhiệm vụ giải cứu con tin bị phong trào hamas giam giữ tại đây để hỗ trợ cho hoạt động giải cứu con tin đang diễn ra chúng tôi sẽ tiến hành các chuyến bay do thám ở khu vực phía đông địa trung hải bao gồm bay trên không phận israel và giải gaza những máy bay do thám sẽ không được trang bị vũ khí không thực hiện vai trò chiến đấu và sẽ chỉ được sử dụng với mục đích tìm kiếm con tin thông báo từ bộ quốc phòng anh viết theo thông cáo trên, những thông tin thu thập trong những chuyến bay trinh sát trên sẽ chuyển tới các cơ quan chịu trách nhiệm cho việc giải cứu con tin. Phong trào Hồi giáo Hamas trong thông cáo đưa ra sáng ngày 4 tháng 12 đã phản đối kế hoạch do thám trên của Bộ Quốc phòng Anh, đồng thời khẳng định động thái này khiến Luân Đôn trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột giữa Hamas và Israel ở giải Gaza. Thông tin được Al Jazeera dẫn từ chính quyền Anh cho biết, ít nhất 7 công dân nước này thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, Luân Đôn tới nay không xác nhận có bao nhiêu công dân đang bị Hamas giam giữ. Thưa quý vị, hãng thông tấn Qatar cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay đã nói chuyện với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Antony để thảo luận về cuộc chiến ở Gaza chống lại Hamas và những nỗ lực tiếp tục nhằm ngừng bắn và giảm leo thang. Ông Antony nói với ông Blinken rằng Qatar cùng với các đối tác hòa giải cam kết nỗ lực không ngừng để khôi phục sự bình ổn sau hơn 8 tuần chiến tranh sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas. Trong một bài đăng trên X, Blinken cho biết ông đã nói chuyện với Antony về những nỗ lực đang diễn ra nhằm tạo điều kiện cho tất cả con tin trở về an toàn và tăng thêm mức viện trợ cho dân thường ở Gaza. Người phát ngôn Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố rằng ông Blinken cũng nhắc lại lòng biết ơn của mình đối với sự hợp tác và những nỗ lực quan trọng của Qatar nhằm bảo đảm việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ và cho phép tạm dừng nhân đạo gần đây ở Gaza. Tuần trước, Qatar đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 7 ngày cho đến thứ Sáu và bảo đảm thả hơn 100 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thỏa thuận ngừng bắn đã thất bại vào cuối ngày thứ năm khi hamas không đưa ra danh sách các con tin dự kiến sẽ được thả vào ngày hôm sau theo các điều khoản của thỏa thuận trong đó cũng chứng kiến việc thả ba tù nhân palestine cho mỗi con tin tạm dừng giao tranh ở gaza và tăng cường viện trợ cho vùng đất palestine israel tuyên bố hamas từ chối thả thêm những phụ nữ bị bắt cóc và hai con tin trẻ em còn lại như một phần của thỏa thuận và do đó đã vi phạm thỏa thuận vào sáng thứ Sáu, Hamas đã bắn hỏa tiễn vào Israel và Israel tiếp tục hoạt động trên không và trên bộ ở Gaza. Anthony nói với Blinken rằng, việc tiếp tục giao tranh đã làm phức tạp thêm các nỗ lực hòa giải và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo ở Gaza. Thủ tướng Qatar chuyển tải sự lên án của Qatar về việc nhắm mục tiêu vào dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, cũng như hình phạt tập thể trong bất kỳ trường hợp nào đồng thời kêu gọi mở các hành lang nhân đạo ở Gaza để bảo đảm việc đi lại an toàn và viện trợ cho dân thường. Trưởng công tố viên của Tòa án hình sự quốc tế đã kết thúc chuyến thăm lịch sử đầu tiên tới Israel và bờ Tây bằng cách đăng video và tin nhắn vào chủ nhật, nói rằng một cuộc điều tra của tòa án về những tội ác có thể xảy ra của những kẻ khủng bố Hamas cũng như IDF là ưu tiên hàng đầu của văn phòng tôi trong một tin nhắn video từ Ramallah, nơi ông gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu của Palestine. Công tố viên Karim Khan cho biết cuộc điều tra được khởi động vào năm 2021 đang tiến triển với tốc độ nhanh chóng, chặt chẽ, quyết tâm và nhấn mạnh rằng chúng tôi hành động không dựa trên cảm xúc mà dựa trên các bằng chứng vững chắc. Cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết hôm thứ Bảy rằng tổng số người chết ở giải đất này kể từ khi bắt đầu chiến tranh đã vượt quá 15.200. Hamas không phân biệt cái chết của dân thường và chiến binh và bao gồm cả những người Palestine thiệt mạng do hỏa tiễn bắn từ các nhóm khủng bố Gaza phóng nhầm, nhưng họ tuyên bố 70% số người chết là phụ nữ và trẻ em, đồng thời cho biết hơn 40.000 người đã bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Khan cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản được đưa ra sau chuyến thăm rằng ông đã chứng kiến những cảnh tượng tàn ác có tính toán tại các địa điểm xảy ra vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Trong chuyến thăm, ông đã nói chuyện với gia đình các nạn nhân Israel và kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin bị Hamas và các nhóm khủng bố khác bắt giữ. Khanh nói trong tuyên bố bằng văn bản của mình, các cuộc tấn công nhằm vào thường dân Israel vô tội vào ngày 7 tháng 10 đại diện cho một số tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất gây chấn động lương tâm nhân loại, những tội ác mà ICC được thành lập để giải quyết và để buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm mặc dù không phải là thành viên của ICC và phủ nhận quyền tài phán của tổ chức này đối với cuộc xung đột Israel-Palestine, Israel vẫn quyết định tôn trọng yêu cầu của các gia đình con tin để khan thực hiện chuyến thăm không chính thức. Tuy nhiên, chuyến đi không tạo nên sự thay đổi trong chính sách của Israel đối với ICC. Times of Israel cho biết, mặc dù Israel không phải là thành viên của ICC, nhưng nếu lệnh bắt giữ được ban hành, một số công dân nhất định có thể bị bắt khi đi du lịch nước ngoài khanh cũng đã đến thăm các quan chức chính quyền palestine ở ramallah và nói chuyện với các nạn nhân palestine ông nói về cuộc chiến ở gaza rằng việc giao tranh ở các khu vực đông dân cư nơi các chiến binh bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào dân thường vốn rất phức tạp nhưng luật nhân đạo quốc tế vẫn phải được áp dụng và quân đội israel biết luật đó phải được áp dụng trong thông điệp video của mình khanh cũng nói rằng viện trợ nhân đạo phải được phép vào gaza ông nói ở gaza việc các bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật mà không có ánh sáng là không thể chấp nhận được không có lý do chính đáng nào để phẫu thuật cho trẻ em mà không có thuốc gây mê tôi cũng nhấn mạnh rằng hamas không được chuyển hướng bất kỳ khoản viện trợ nào được đưa ra khan cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về điều mà ông gọi là sự gia tăng đáng kể các vụ tấn công của người định cư israel nhằm vào thường dân palestine ở bờ tây các nhóm nhân quyền Palestine đã từ chối gặp Khan vào cuối tuần qua, cho rằng công tố viên đã ủng hộ các tuyên bố của Israel về vi phạm nhân quyền kể từ ngày 7 tháng 10. Thưa quý vị, Nhật Bản vừa khánh thành một lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm lớn nhất thế giới tại thành phố Naka, tỉnh Ibaraki. Trước đó, với thiết bị này, Nhật Bản cũng đã lần đầu tiên chế tạo thành công plasma, trạng thái vật chất đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch hay phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lò phản ứng nhiệt hạch JT-60SA là công trình hợp tác giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU, là tiền thân của lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế ITER đang được xây dựng ở Pháp. Công trình này có sự tham gia của 500 nhà khoa học và 70 công ty mục tiêu của các thử nghiệm tại lò phản ứng gt60sa là nghiên cứu tính khả thi của phản ứng nhiệt hạch hay phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng diễn ra trong mặt trời từ đó giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng và nhiệt là gt60sa của nhật bản sử dụng từ trường từ cuộn siêu dẫn để hãm đám mây khí ga ion hóa siêu nóng hay còn gọi là plasma bên trong buồng chân không nhằm hợp nhất hạt nhân hydro và giải phóng năng lượng cỗ máy cao bằng tòa nhà 4 tầng được thiết kế để duy trì plasma nóng tới 200 triệu độ C trong khoảng 100 giây, lâu hơn những lò tokamak lớn trước đây. Science hôm 31 tháng 10 đưa tin. Phản ứng nhiệt hạch hiện là công nghệ còn sơ sài nhưng được xem là câu trả lời cho nhu cầu năng lượng trong tương lai. Tại lễ khai trương lò phản ứng này, cao ủy về năng lượng của EU, bà Carrie Simpson nhấn mạnh JT-60SA là lò phản ứng nhiệt hạch tiên tiến nhất trên thế giới và lò phản ứng này đi vòng hoạt động là một cột mốc quan trọng cho lịch sử nhiệt hạch. Kế hoạch của Nhật Bản, châu Âu cũng như các nước đang nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch là tìm kiếm một nguồn năng lượng sạch mới để chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch gây biến đổi khí hậu. Phản ứng nhiệt hạch khác với phản ứng phân hạch của các nhà máy điện hạt nhân, không phát thải carbon và gần như không tạo ra phóng xạ. Do đó, nếu sử dụng để sản xuất điện năng, sẽ an toàn và thân thiện hơn với môi trường. 11 người leo núi đã thiệt mạng khi núi lửa Marapi ở Tây Sumatra phun trào, trong khi 12 người vẫn mất tích. Núi lửa Marapi cao 2.891m trên đảo Sumatra phun trào hôm 3 tháng 12, tạo cột cho bụi cao 3.000m lên không trung. Quan chức cứu hộ cho biết có tất cả 75 người leo núi vào thời điểm núi lửa phun trào và 49 người được di tản khỏi khu vực. 26 người chưa được di tản, chúng tôi đã tìm thấy 14 người trong số họ, 3 người còn sống và 11 người đã chết. Abdul Malik, lãnh đạo cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Padang ngày 4 tháng 12 cho biết, lực lượng cứu hộ Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm 12 người còn lại cơ quan bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tây sumatra cho biết các đội cứu hộ đã làm việc suốt đêm để đưa những người leo núi xuống nơi an toàn một số người bị bỏng do nhiệt độ cao ở gần miệng núi lửa và đang được điều trị y tế người đứng đầu trung tâm giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất giải thích rằng vụ phun trào marapi xảy ra đột ngột hoạt động địa chấn không gia tăng kể từ lần phun trào gần nhất của ngọn núi vào đầu năm nay cơ quan chức năng đã phát cảnh báo mức 3 trên thang 4 cấp độ và thiết lập một khu vực phong tỏa quanh ngọn núi sau khi Marapi phun trào. Các cộng đồng xung quanh núi lửa Marapi và khách du lịch không được phép tiếp cận trong bán kính 3 km tính từ miệng núi. Indonesia thường xuyên xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa do nằm trên vành đai lửa, vòng cung hoạt động địa chấn dữ dội nơi các mảng kiến tạo va chạm kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và lưu vực Thái Bình Dương. Quốc gia Đông Nam Á này có gần 130 ngọn núi lửa đang hoạt động. Merapi là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên đảo Sumatra. Hồi tháng 5, Merapi, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia nằm trên đảo Java đã phun dung nham trong bán kính 2 km tính từ miệng núi. Ayla Magnat trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của hội Mensa, cộng đồng những người thông minh nhất thế giới khi chỉ mới 2 tuổi rưỡi thưa quý vị. Tổ chức kỷ lục Guinness hồi cuối tháng 11 công bố nội dung phỏng vấn với gia đình Ayla Magnat, cô bé người Mỹ ở bang Kentucky đạt 99 điểm theo độ tuổi trong thang đo chỉ số thông minh Stanford-Binet lúc chỉ mới 2 tuổi rưỡi. Số điểm này đủ để cô bé trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế Mensa hay còn gọi là hội Mensa, cộng đồng mở dành cho những người có điểm bài kiểm tra IQ từ 98 điểm trở lên. Isla bắt đầu bộc lộ trí thông minh từ khi còn rất nhỏ bởi khả năng tập trung cao độ. Jason, bố cô bé cho hay lúc 7 tháng tuổi, cô bé đã lấy được những vật từ sách tranh theo yêu cầu. Năm 1 tuổi, Isla đã phân biệt được màu sắc, con số và chữ cái khi bố viết từ red màu đỏ trên máy tính bảng mà Isla được gì tặng vào sinh nhật 2 tuổi, cô bé khiến cha mẹ sốc vì đọc được từ này. Sau đó, Jason viết các từ màu xanh, vàng, mèo, chó và Isla đều đọc được. Amanda, mẹ của Isla, đã đưa con gái đi kiểm tra IQ và được tổ chức kỷ lục Guinness cấp chứng nhận IQ đủ để trở thành hội viên Mensa hồi tháng 6 năm 2022. Một nhà tâm lý học chuyên kiểm tra trẻ có năng khiếu trí tuệ đã kiểm tra Isla. Jason cho hay, ông ấy nói bình thường không kiểm tra trẻ mới 2 tuổi, nhưng Isla là ngoại lệ sau khi ông ấy nghe kể về khả năng của cháu. Amanda và Jason nhận ra có rất ít nguồn lực dành cho trẻ có năng khiếu trí tuệ. Bằng cách gia nhập Mensa, họ muốn làm quen và tìm hiểu thông tin từ những bậc cha mẹ có con cái với năng khiếu tương tự. Lợi ích lớn nhất của Mensa là cộng đồng. Jason nói, Isla, hiện hơn 3 tuổi, đang đi nhà trẻ cho trẻ từ 4 tuổi trở xuống. Bố mẹ hy vọng có thể cho cô bé đi học sớm ở trường mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi. Isla tự hào về khả năng học tập của mình, đặc biệt giỏi môn toán và đọc. Cô bé tiếp tục làm cha mẹ ngạc nhiên về những kiến thức đã tiếp thu. Tuy nhiên, Jason cho hay gặp một số khó khăn khi nuôi dạy em bé có năng khiếu. Với đứa con khác, nếu tôi không muốn con hiểu tôi đang nói gì, tôi có thể đánh vần trước mặt con. Nhưng Isla sẽ hiểu ngay anh nói jason cho biết isla vẫn có một số tính cách đặc trưng của trẻ em nhưng cũng có nhiều đặc điểm quá trưởng thành khiến cô bé khó dung hòa cả hai isla nghĩ con bé ngang hàng với người lớn đây là thử thách jason bày tỏ con bé không bao giờ chấp nhận làm theo lời bố bảo nếu tôi không nêu ra lý do rõ ràng cụ thể bạn bè của isla còn quá nhỏ để nhận ra cô bé khác biệt tuy nhiên gia đình isla ủng hộ và vui mừng khi biết thành tích của cô bé họ tặng isla nhiều dụng cụ học tập đồ chơi trí tuệ Jackson rất vui vì con gái đạt danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới và mong đợi nhiều cơ hội đến với Isla. Thật ngạc nhiên khi thấy cháu đạt được tiến bộ như thế chỉ trong 3 năm, anh nói. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Molly rất mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.